Hello anh em nhá, chào tất cả em với rất thích của mình. Thì hôm nay tiếp tục anh làm clip về pháo nhá. Hôm nay mình vừa đi mua được cái pháo. Thì hôm nay mình sẽ test cho anh em một cái clip gọi là về pháo. Pháo này gọi là pháo không cần đốt anh em ạ. Xin nhắc anh em là pháo không cần đốt, không cần bật lửa gì cả, nhưng nó vẫn tạo ra tiếng nổ. Đó, đấy là một cái hay của cái pháo này. Thì cái pháo này cũng của Trung Quốc, mình chẳng hiểu sao nó chế tạo ra một loại pháo mà nó ngầu như vậy. Thì giờ mình sẽ test cho anh em hai hộp xem nhá. Thì pháo này nó thường bên đây thì trẻ con hay chơi thôi anh em ạ. Thì nó cái này thì chỉ cần ném xuống đất là nó sẽ nổ được. Đó, không cần phải phải đốt hay gì cả. Mình chẳng hiểu là người ta chế như nào. Thì giờ mình sẽ tháo cho anh em xem. Thì cái này cái mình cũng đã thử test qua thì cái độ nổ của nó thì nó không mạnh anh em ạ. Tại vì đây nó nghịch cho trẻ con nghịch cơ, nếu mà nổ mạnh thì khá là nguy hiểm. Đây này, anh em nhìn này. Trong cái túi của nó này khá là nhiều quả và nó bảo vệ bọc một cái túi ni lông và bên trong thì mùn cưa để khi vận chuyển hay là mua bán mang đi đâu ấy nó không va ra va chạm vào những cái lực mạnh ấy để quả pháo nó bị nổ ra ấy. Thì giờ mình sẽ bóc ngoài ra và test cho anh em xem luôn nhé. Đây này, giờ mình sẽ thử nổ đây cho anh em nhìn này. Đó, đây này, quả pháo nó chỉ trông đây, đây là một quả pháo anh em nhìn chưa. Bên ngoài thì nó thiết kế là kiểu dạng giấy đấy, và nó xoắn xoắn này hình kiểu như ngoài. Và giờ mình sẽ thử đáp xuống cái bàn này để anh em xem nhé. Tiếng nổ rất là nhỏ, anh em nghe kỹ này. Đó, anh em thấy chưa, pháo cực dị luôn. Đây này, nổ xong rồi bên trong nó vỡ ra luôn này. Đó, đây mình test quả nữa này, pháo này khá hay luôn anh em nhỉ. Đây nhá, cầm trên tay chỉ cần ném đất đủ một lực thôi, nhẹ quá là nó không nổ, phải đủ một lực để nó mới nổ anh em nhỉ. Đó, mình không hiểu là bên Trung Quốc người ta thiết kế như nào mà chế được cái quả pháo này. Đấy, chỉ cần đập vào nó là nó sẽ nổ anh em nhỉ. Ôi chưa đủ lực, chưa đủ lực. Đây. Đó, nhìn này. Đó, ôi quả ấy. Đó, làm thấy hay không? Đây quả đây này, tí xem mình xem là thiết kế mình có chân quay để mình quay chậm một quả xem là nó lỗ như nào nhé. Đây quả này tay phải đập đó anh em, khá là vui tai luôn này. Đấy, chỉ cần đáp xuống thôi đáp hai quả luôn này. Có khá là vui tai luôn, không cần phải đốt, chỉ cần đáp là được. Úi giời ơi, pháo đáp luôn ấy này, trông quả pháo là ngầu luôn. Thế thôi đấy, tiếng lỗ thì không to mà không nhỏ, nhưng pháo tép nó lỗ to hơn chút, pháo này nhỏ hơn pháo tép một chút. Trông đây quả pháo đây khá là đơn giản đấy. Đó đấy nữa nè, ngầu luôn đấy này, nữa này ngầu khá hay đấy. Úi giời, anh em nào chưa đăng ký thì nhớ đăng ký anh em nhá. Ui à, giờ thì theo mình biết thì hôm nay mình cũng đi ra một cái quán pháo mình hỏi đấy, thì mình cũng mua được cái pháo rồi nhưng mình cũng chưa thời gian làm clip. Thì mình sẽ cố gắng sang tuần mình sẽ ra clip nhá anh em nhá. Thì mình hỏi là thế bên Trung Quốc với Đài Loan thì thông chưa, thì người ta thấy bảo là đã thông rồi anh em nhá. Đấy, thì bây giờ hàng hóa là bên Trung Quốc với Đài Loan là đã thông rồi. Đó, thì khả năng là pháo các cửa hàng người ta sẽ nhập được về nhiều hơn anh em ạ. Thì khi nhập được nhiều hơn thì chắc chắn mình sẽ mua và sẽ ra được clip nhiều hơn rồi. Đó, và bây giờ mình sẽ lấy quả pháo này và mình đáp vào cái chỗ mặt bàn này để cho anh em xem nhìn kỹ hơn anh em nhé. Đây quả đầu tiên này, mình sẽ đáp thẳng xuống cái khu chính giữa màn hình của anh em này để anh em xem cho rõ này. Đây một quả pháo đấy. Đấy. Đó. Ôi quả đáp lệch lệch tay anh ạ. Đây quả này bị ra, mình sẽ
sẽ bóc ra cho anh em xem này. Đấy, ôi bên trong anh em nhìn này, toàn là cái hạt hạt sỏi sỏi này anh em này, nhìn này, trông như cái những cái hạt sỏi li ti luôn này. Đấy, không có một cái gì cả, chỉ là những hạt sỏi thôi. Lỗ tạch nữa nè. Ôi đó xịt nhiều quá, đập kiểu như nó cái mặt mặt này nó không không đập xuống mạnh xuống đất ấy, thì là nó sẽ không nổi. Ví dụ mày đập ngang này nó cũng không được đấy. Ôi đó đấy, chết trời luôn. Đó thì vừa mình đã test cho anh em xem hai quả pháo ở pháo đáp cho anh em xem rồi đấy. Thì đây còn quả pháo bướm này thì mình cũng đốt luôn cho anh em xem tiện thể nữa. Rồi mình sẽ kết thúc clip tại đây anh em nhá. Mình sẽ để ra đây anh em này. Đang buổi chiều lên nắng này, khá đẹp luôn. Đó, ngoài vườn này. Đây anh em ở Đài Loan thì vườn nó cũng như là công ty mình thôi. Đây, mình sẽ đốt quả này cho anh em xem. Anh em. Đâu. Ôi giời ơi. Nó bay nhanh quá, tay tứa tung mà quay đi quay lại rơi như này anh em ạ, tí vào đầu mình anh em ơi. Đó. Đấy thì vừa mình review cho anh em xem cái pháo gọi là pháo lém anh em nhé. Thì clip mình sẽ xin dừng tại đây nhé. Cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi video của mình. Thì ai chưa đăng ký thì nhớ đăng ký kênh anh em nhé. Còn ai đăng ký rồi thì chia sẻ giúp mình để kênh của mình sẽ phát triển rộng rãi hơn nhé. Một lần nữa cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye anh em.